thì sẽ đẩy ông vào đường cùng, vào đường tù tội. Và con của tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa. Chị thương ông nhiều đến như vậy à? Tôi không thương ổng thì làm sao tôi bất chấp tất cả, bất chấp khổ sở tủi nhục để có con với ổng? Không có ổng tôi cũng đâu có vô duyên tới mức mà không có một người đàn ông nào khác. Không phải người gái bao nào cũng hư hỏng hết, không phải ai cũng moi tiền đàn ông để có một cuộc sống dễ dàng. Tụi tôi cũng là con người, cũng có trái tim, biết ai nên yêu, chả biết ai cho ăn bánh để đòi lại tiền chứ. Thôi, tôi cũng không quan tâm tới mấy cái chuyện đó nữa đâu. Chị hãy về mà ôm mối tình cảm bất bình thường của chị đi. Mà tôi nói thiệt, ông Sang ông không có quan tâm hay là yêu đương gì chị đâu, nên chị đừng có dính dáng tới ổng nữa. Tôi phải lặn lội lên đây để gặp cậu, xin cậu ngừng xuống tay với ổng đi. Mang tội bất hiếu sẽ hối hận cả đời đó cậu à. Bữa nay chị lên đây là để chị dạy đời tôi đó. Tôi cũng khuyên chị một câu chân thành, chị về quê á, lo mà chí thú làm ăn đi, rồi dùng số tiền mà ông Sang cho nuôi thằng nhỏ cho đàng hoàng tử tế. Sau này khi mà nó lớn lên, nó không có thù hằn ba nó, như vậy là tốt cho nó lắm rồi. Tôi nói thiệt đó. Lâm, cô ta đến đây làm gì vậy? Sao cô ta biết nhà này mà tới? Con cho cô ấy địa chỉ đó. Trời đất, con liên lạc với cô ta làm gì? Ba đã nói với con rồi, cô ta chỉ là loại gái làm biếng, tham tiền mà ba. Thôi. Chưa bao giờ thật sự ba hiểu cô ấy nghĩ cái gì vậy ba. Vậy là con hiểu à? Hay là ba cũng thật sự không hiểu là cô ta tìm con để làm cái gì? Con có hứa cho cô ấy mượn một số vốn để mở cơ sở tầm nắm. Trời đất, vậy là cô ta lại tìm cách moi tiền kiểu mới nữa rồi. Ba đừng có nghĩ xấu người ta như vậy. Mà ba đến đây kiếm con có chuyện gì không? Ba đến đây định thăm hai người mẹ của con. Ba nghe nói là sức khỏe của hai người mẹ con không được tốt lắm. Nếu cần thì ba sẽ mời bác sĩ đến để thăm khám cho họ. Cái loại bác sĩ đó đó chỉ hợp mấy người cái thứ như mày thôi, chứ không có hợp với tao. Chị Hai à, em định mời bác sĩ đến đây để thăm khám cho chị mà chị không chịu thì thôi. Có đầy đủ mọi người ở đây sẵn, tôi thông báo luôn. Cha con tôi đã tìm mua được nhà mới rồi. Thằng Lâm sẽ dọn về ở chung với tôi. Lâm, sẵn có xe của ba rồi, con dọn đồ đi, rồi mình về nhà của mình luôn. Cái gì? Cái gì? Đâu? Tính nhầm con tôi một lần nữa hả? Cút đi cái đồ khốn nạn kia! Cút đi! Mẹ! Mẹ! Cút đi! Mẹ! Mẹ! Mẹ bình tĩnh rồi mẹ. Đó là ý của ba thôi, chứ con đâu có đi đâu đâu mẹ. Con vẫn ở nhà với mẹ mà mẹ. Mẹ ngồi xuống đi, mẹ ngồi xuống đi. Em bình tĩnh đi, thằng Lâm nó còn ở đây mẹ. Mấy người này vô lý thiệt á. Bắt nó ở lại đây làm cái gì? Nó là con của tôi mà, trước sau gì nó phải ở với tôi chứ. Tài sản của ba nó phải thừa hưởng chứ. Phải,
nó thừa hưởng cái tính độc ác của ông, tham vàng bỏ ngải của ông đó chứ thừa hưởng cái gì. Đồng, sao em nói thằng Lâm vậy? Em nói không đúng hả chị hai? Từ khi mà thằng cha khốn nạn của nó xuất hiện, nó còn không coi mẹ con nó ra gì hết mà. Nó biết là mình đau khổ lắm thì nó cũng bất chấp hết mọi thứ, nó chạy theo thằng cha nó kia kìa. 20 năm trời nó đâu có bị điên giống em, nó đâu có phải gồng gánh bán bưng gì bao nhiêu năm trời đâu mà nó biết được cái sự uất hận là như thế nào chứ. Con đi đi, con đi đi thì đừng có coi mẹ ra cái gì nữa. Mẹ chết với con vừa lòng đi. Mẹ, con đâu có ý đó đâu mẹ. Mẹ nói cho con biết nha, con bước chân một bước theo cái thằng này nữa, mẹ đập tao với tụi mẹ chết. Mẹ ơi, đập mẹ ơi, đâu có đi đâu mẹ. Nghe tôi nói nè, chuyện đâu còn có đó. Cái đó là mới chỉ nghe thằng này nó nói thôi, còn thằng Lâm nó chưa có quyết định gì mà. Nó không có quyết định cái gì hết á. Con chọn đi, một là mẹ, hai cái là thằng cha khốn nạn của con. Nghe tôi nói nè, bây giờ nó là chủ của công ty Phương Đông và cả Gia Phát nữa. Ngộ ghê á, định giữ nó lìa làm cái gì? Thấy nó giàu rồi muốn ngồi tiền của nó hả? Ông thôi đi, tôi không cần những cái thứ đó của ông. Kể cả công ty Phương Đông của ông nữa, kể từ bây giờ tôi và ông không có liên quan gì nhau nữa. Kỳ Lâm, con nói cái gì vậy? Con phải biết rằng tất cả tài sản của ba sẽ thuộc về con. Nếu như con cứ đi theo hai người đàn bà này thì suốt cuộc đời con sẽ đắm chìm trong tâm tối, nghèo hèn y như họ thôi. Ê, mày nói lại cho đúng nha. Tụi tao đúng là có nghèo thiệt, nhưng mà không có hèn. Hèn là mày hèn đó. Lâm, con để cho họ xúc xỉm ba vậy hả? Ông đi về, đi về liền giùm tôi đi. Đừng bao giờ nghĩ ra những cái chiêu trò để hại gia đình của tôi nữa. Đi về liền. Đi. Con làm ba thất vọng quá. Rốt cuộc con chỉ là một thằng nhóc ngu muội, tâm tối, y như những người mà nuôi dưỡng con vậy đó. Lâm, cho phép chú nhà Lâm nha. Mày nói cái gì? Mày nói tâm tối. Mày có tin là tao đánh mày một cái mày không thấy mặt trời không? Hả? Sao? Tao nói mày thô lỗ, thất học. Trời ơi, chú Sáu! Mày đứng lại không? Chú Sáu ơi! Thôi, chó kia mày đứng lại! Bỏ đi chú Sáu ơi! Dạ, anh nghĩ là đón được ba má về đây cho em là mọi người cũng vui rồi. Anh cũng nhẹ lòng. Thôi bây giờ anh đi ra công trường coi con cần gì không? Dạ, anh à, trưa hai cha con nhớ về ăn cơm nha. Em có kêu thà chuẩn bị hết rồi, đừng có ăn cơm ngoài đường nữa. Rồi, dạ, thưa ba má con đi. Anh đi nghe. Dạ. Em ơi, có khách. Dạ, con chào hai bác. Vợ chồng tôi cũng cảm ơn cậu đã cho con gái tôi một danh phận, cho con nó không bị mồ côi cha lúc nhỏ. Dạ. Anh về đây làm gì? Chắc có lẽ anh chỉ lấy ít đồ dùng cá nhân, còn những thứ khác thì anh có thể tự mua sắm được. Tạo cơ hội cho mình xài đồng mới cũng tốt mà. Xin chào. Ngày xưa anh ta đã bỏ vợ con đứng ra để nhận trách nhiệm về thằng Kiệt, với cái giá là khoản tiền ba má đã cho con. Lúc đó con cũng không biết là anh thuê người đánh cô vợ đến phát điên vì số tiền đó. Bây giờ anh đã có tài sản riêng rồi nên nhận đứa con riêng về nuôi. Hồi đó ba má tưởng con với nó là bồ với nhau, ai về đâu. Nếu ngày xưa anh yêu con thật lòng mà con cố tình giật chồng của người ta thì bao nhiêu tội lỗi hậu quả con gánh lấy thì con cũng chịu.
Thật ra lúc đó con chỉ nhờ ảnh cứu con thoát khỏi sự trừng phạt của ba má thôi. Nhưng con không ngờ ảnh lợi dụng điều đó để lấy con. Với số tiền ba má cho con, ảnh lấy để lập nghiệp. Đó là sự lựa chọn của ảnh. Con đâu thể nào gánh lấy tội lỗi giùm ảnh được. Đúng là ba không hiểu được sự suy nghĩ của tụi bay. Cả bay và cả nó. Dạ. Ba má thuộc thế hệ ngày xưa, còn tụi con lớn lên trong và sau thời bao cấp, mọi tiêu chuẩn đạo đức xã hội ít nhiều gì thì cũng bị rối loạn, nên đầu óc tụi con cũng bị nhiễm sự bất bình thường là đương nhiên thôi ba. Ai cũng nghĩ như vậy. Rồi xã hội sẽ đi về đâu? Lộc, con không coi má hai ra gì hết, không coi mẹ ra gì hết, còn giữ cường quyết gọi kẻ này là cha sao hả Lan? Ủa, em sao vậy? Đó là sự thật mà. Lan! Đóng. Dạ. Kìa, Đóng, đừng có làm con khó xử như vậy chứ, tội nghiệp nó. Lộc, hôm nay ba đến đây nè, là theo ý muốn của con. Ba, trước mặt con, ba sẽ xin lỗi hai người mẹ của con. Má hai ạ. Mẹ à, con dạ em xin lỗi chị hai. Đồng à, mặc dù là tội lỗi không do tôi gây ra, nhưng hậu quả của nó thật nặng nề, khiến cho hai người oán giận như vậy. Tôi cũng thành thật xin lỗi, xin hai người bỏ qua những chuyện lỗi lầm của tôi ngày xưa. Mà đó, con thấy không, vì con mà ba sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Ba dám làm tất cả mọi chuyện. Không nói năng gì nữa hết. Mẹ nhắc lại với con một lần cuối nha. Nếu như mà con tiếp tục gọi kẻ đây là cha thì coi như là mẹ con chết rồi đi. Mẹ à. Mẹ, cô đừng có quá đáng vậy nha. Tôi với cô ăn ở với nhau có 2 năm mà, tình nghĩa cũng đâu có đáng nói cái gì đâu. Cô nghĩ lại đi, nhờ tôi ra khỏi nhà thì cô mới đỡ gánh nặng. Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn mà, tôi đâu có muốn đâu. Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới thằng con của tôi thôi. Không lẽ bây giờ cô thấy nó sống sung sướng mà cô tỏ ra hằn học với tôi hả? Ba ơi, ba thôi đi ba. Để cho ba nói hết đã. Mấy người sao? Mấy người ỷ là mấy người nuôi nấng nó lớn khôn lên, rồi á mấy người muốn do tròn bóp méo nó làm sao cũng được hả? Trời đất ơi, bây giờ không lẽ thấy cha con tôi hạnh phúc như vậy rồi mấy người ganh tị rồi muốn cản trở sao? Nè, cản trở giống như ngày xưa tôi ra khỏi nhà vậy hả? Tôi nói cho mấy người biết nha. Hả? Ngày xưa mấy người không cản trở được thì bây giờ mấy người cũng không làm được đâu. Thằng Lâm đây sẽ trở thành một quý ông của đất Sài Gòn này. Còn mấy người mãi mãi chỉ là... Chỉ là muốn làm cái gì hả? Hả? Ba làm cái gì vậy hả? Tôi nói rồi, tôi nhịn mấy người lâu lắm rồi nha. Ba tính đánh má hai của tôi hả? Cấm bà đụng tới má hai của tôi đó. Lâm, mà ba qua đây làm cái gì? Tôi đã nói với ba rồi, tôi không cần công ty Phương Đông của ba và không cần bất cứ thứ gì từ ba hết. Lâm mà, ba biết là con yếu đuối, tất cả những gì con làm á đều phải nhìn vô mắt mấy người này nè. Nhưng mà con làm vậy không được, con phải bản lĩnh lên. Con làm như vậy đánh mất chính mình, đánh mất tương lai sự nghiệp của mình, con hiểu không? Con làm ba thất vọng quá. Rốt cuộc con chỉ là một thằng nhóc ngu muội tâm tối, y như những người mà nuôi dưỡng con vậy đó. Lâm, cho phép chú nhà Lâm nha. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói là tầm tối. Mày có tin là tao đánh mày một cái mày không thấy mặt trời luôn hả? Sao? Tao nói mày thô lỗ, thất học. Trời ơi, chú Sáu ơi, đứng lại mà. Chú Sáu ơi, thôi, cho cái mày đứng lại. Bỏ đi chú Sáu ơi. Tôi cũng đã từng bị ông ta bỏ rơi giống như vậy. Bây giờ cậu trưởng thành, giỏi giang rồi. Thân phận cậu vậy, ổng mới nhìn mặt. Chứ giả sử cậu là một thằng không ra gì, rồi thất học, tôi nghĩ chắc ổng không nhìn nhận cậu đâu. Có khi lại gần, ổng còn kêu lính bắt cậu nữa. Bây giờ, ổng nhìn nhận cậu rồi, còn cho cậu cả công ty nữa. Tôi không biết là 20 năm nữa, ổng có nhìn nhận thằng nhỏ không? Rồi có cho nó cái gì không? Lúc đó chắc tôi chết queo rồi.
Nếu như cậu cố tình trả thù thì sẽ đẩy ông vào đường cùng, rồi đường tù tội. Và con của tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa. My ơi, My à, My ơi, My à, có chuyện gì vậy anh? Có ai vô phòng làm việc của anh không? Đó là lãnh địa của anh mà, ai mà vô được, mất gì à? À không, không có gì. My à, My. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Chắc chắn đã có người đột nhập vào phòng làm việc của tôi. Ai vậy? Anh nói cái gì vậy? Ai mà vô chứ? Chắc chắn trong nhà này có kẻ trộm cắp rồi. Anh đang nói cho cẩn thận. Trong nhà này còn có cha mẹ tôi nữa đó. Cha mẹ cô thì sao? Bao nhiêu lâu nay tôi cứ tưởng nhà này nè có ăn có học, giàu có. Ai về toàn là những kẻ trộm cắp. Anh đã... Ông khỏi la hét làm gì. Con trai của ông á, nó vô phòng của ông á. Cái gì? Mày nói cái gì? Tôi nói thằng con ruột của ông, nó dẫn người tới đây, đi vô phòng của ông tìm kiếm cái gì mà ông giấu giếm á, chắc giờ họ tìm được rồi. Thằng Lâm à? Ừ. Nó định làm gì tôi chứ? Ai biết, ông đi hỏi nó. Dạ, văn phòng giám đốc nghe ạ. Dạ, anh giữ máy. Anh Nam có điện thoại nè. Alo, tôi đây. À, vậy hả? Được rồi, tôi cho người ra đây. Hả? Bị công an giữ lại. Cái gì bị giữ lại? Công an kinh tế. Được rồi, để tôi báo cáo sếp, coi xem sao nha. Alo, hàng giờ rồi, cậu cho người ra làm việc công an hải quan, cho nhập hàng vô kho đi chứ. Làm gì có chuyện dính đến công an kinh tế vậy? Biết rồi, mới báo đây nè, hàng về cản mà công an giữ lại không cho nhập kho. Đi giải quyết đi. Ai gây ra thì người đó tự giải quyết. Em đâu có biết gì đâu mà nạt. Cô nói gì vậy? Dầu sôi lửa bỏng còn dở nữa hả? Đâu giờ này chưa chịu về. Chết tôi rồi. Lâm có cái này không? Không, không có đây. Sếp ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Hàng về mà công an giữ lại không cho nhập kho. Công an kinh tế giữ nguyên hiện trường làm việc. Sếp biết chuyện này chưa? Sếp, sếp ơi, sếp. Đã
nói thiệt là thời gian qua má con tôi để dành được ít, nên nhân tiện có chuyện vui này cũng muốn phụ tay. Chứ xưa vợ cậu Sáu nó lo cho má con tôi, để nó lo mình coi sao đặng. Có gì đâu mà lo hả chị Tư? Tụi tôi già hết rồi, chỉ cần cúng mâm cơm ra mắt ông bà là được hả? Ê, trời, bộ vẫn chơi hả? Cúng mâm cơm khi nào mà cúng không được? Còn cái chuyện mà cưới vợ là hả, cả đời mới cưới một lần, đâu có thể nào làm chuyện qua loa được đâu. Thôi Trí nghĩ vậy, mình không làm qua loa mà cũng không nên rình rang lắm. Nhưng mà cũng làm sao á cho coi cho được. Dạ. Quan trọng là hai đứa bay thương nhau thiệt tình kìa. Dạ, chú Sáu làm sao làm á nha, phải cho má hai con mặc sa rê cũng mới chịu á. Trời ơi, chứ sao mày? Tao cũng nôn mặc đồ quớt vậy. Cái ông này, mình già hết rồi, làm vậy á con nít nó cười cho. Rồi nó thấy tôi với ông nó lại nói cái câu á là cô dâu chú rể, đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối đó biết không? Có nải đầu rơi, chỉ có một trái thôi. O bế nó còn hơn là giữ vàng dình ngọc vậy đó. Dạ sẵn cũng thưa với bác luôn, thì chuyện của má hai nó cũng tạm ổn. Cũng xin phép bác với cả nhà thì cũng muốn nói tới cái chuyện của thằng Lâm với lại con Thúy. Giờ ý bác với cả nhà thấy thì sao? Này là do thằng Lâm thôi. Sao con? Dạ Thằng Lâm đâu rồi? Thằng Lâm đâu rồi? Có chuyện gì vậy? USB của tao đâu? Cái gì vậy? Tao bình tĩnh đã. Bình tĩnh cái gì? Mày vô phòng làm gì của tao làm cái gì? Mày làm gì với cái ấy? Ba bình tĩnh nghe con nói được không? Không ba con gì ở đây hết, trả lời. Ý của tôi á là tôi có tới hai cái USB lận. Ba cái... cần cái nào? Khủng khiếp. Mày thả thằng Lâm ra nha. Mày mà làm gì tao quýnh mày chết cha mày á. Mày câm miệng mày. Không ai nói tới mày. Trả lời tao biết, mày lấy hai thứ đó làm cái gì? Tôi đã khuyên ba rồi, là ba hãy dừng những cái chuyện làm ăn phi pháp của ba lại. Mà ba đâu có nghe tôi. Mày câm miệng mày. Tao làm tất cả mọi thứ để dâng hết cho mày. Cuối cùng mày là người đấm sau lưng tao, rủi ông tay áo. Ông nuôi nó được ngày nào mà ông nói câu đó hả? Đồng, em cứ để cho thằng Lâm nó giải quyết. Tôi nói cho ba biết, tôi làm như vậy á chỉ để giúp ba nhẹ tội bớt thôi. Nếu như mà bây giờ mà không dừng những chuyện đó lại, đợi đến lúc công an họ phát hiện ra, tới lúc đó án của ba sẽ không có nhẹ đâu. À, thì ra mày toa rập với đám mặt rẹp này để trả thù tao chứ gì? Cái này không phải là trả thù, là mày bị quả báo đó. Mày cấm miệng mày. Tại sao mày xí vô chuyện nhà tao vậy? Tôi không có trả thù ba. Tôi chỉ muốn ba về đúng nơi mà ba đã xuất phát, trước khi mà ba thuê người đánh mẹ của tôi. Mày, alo, tôi nghe đây. Dạ chú ơi, cái gì công ty gấp, có mấy anh công an tới công ty rồi gặp chú gấp ạ. Cái gì? Công an? Được, tôi sẽ về đi. Tụi bay hay lắm. Trời đất ơi. Ủa Lâm, Lâm, chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy hả Lâm? Dạ mẹ, con phát hiện được một số tài liệu của công ty Phương Đông có liên quan tới những chuyện làm ăn phi pháp và trốn thuế. Hiện tại thì công an đang niêm phong công ty Phương Đông để tiến hành điều tra. Nhưng mà sẵn đây con cũng muốn xin lỗi mọi người. Bây giờ chuyện của công ty, chuyện của gia đình mình á, làm cho con rối bời quá. Thật sự thì con cũng chưa nghĩ tới chuyện tương lai của con. Mọi người thông cảm cho con. Đợi khi nào mà con giải quyết xong á, thì lúc đó hãy tính tới chuyện của con. Huy à, em có sẵn sàng đợi anh không? Đâu gì đâu, em chờ anh cả đời cũng được mà. Hai mẹ đừng có lo, anh không có xù con được đâu, anh thương con lắm. Với lại con nghĩ là làm gì làm thì mình cứ bình yên trước là được, đúng không? Thôi, con xin phép cả nhà, con lên công ty giải quyết công việc một chút. Cẩn thận nha con. Dạ dạ.
trời. Thằng con trai của tôi, nó trả thù được cho tôi mà tôi cứ quán giận nó hoài vậy. Không phải đâu, nhiều khi cái này nó không phải là trả thù, mà nó muốn làm như vậy để trả hết tội lỗi cho thằng cha của nó, để mà khi nó nhận cha thì thằng Sang nó là một cái người trong sạch. Con thấy dù có trả thì cũng có trong sạch được đâu. Những cái gì mà người đó làm á thì đã hằn sâu trong lòng mọi người rồi, làm sao mà hả bỏ hết được chứ. Ít ra khi mà thấy hắn bị trả giá, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Sao em nói vậy hả Đông? Em đừng có để cho cái sự trả thù rồi nó biến mình thành người độc ác. Em cứ nung nấu cái ý trả thù ở trong lòng á thì cuộc đời mình cũng không có tốt gì hết. Con nói đúng rồi đó. Thì có thấy á, mình không nên nuôi quán thù ở trong lòng mình hoài, nó càng làm cho mình đau khổ thôi. Nó giống như một vết thương rướm máu vậy, không bao giờ lành. Tiêu nói phải đó. Thôi kệ thằng Sang đó đi, những việc nó làm á trời sẽ nhìn thấy. Còn gia đình mình á, miễn sao mình cứ vui vẻ, mình quay quần như vậy là tốt rồi, đúng không Tía? Con chỉ cầu mong trời Phật từ bây giờ trở đi cho gia đình mình lúc nào cũng gặp bình an. Cái chuyện nó rối ren vậy, không ấy, chuyện tôi với ông cũng để lại từ từ tính đi. Không có còn đầu óc tâm trí đâu mà tính tới cái chuyện cưới hỏi nữa. Thì bà tính vậy cũng được. Ê, nhưng mà không cưới hỏi vậy thôi, tôi dọn về tôi ở luôn à nghe. Gì mà khôn dữ vậy ông? Ủa chứ giờ bà muốn sao nữa? Mời ông ký vào biên bản này. Về việc những container hàng hóa của ông đang bị giữ tại cảng, chúng tôi sẽ làm việc với hải quan. Ông sẽ chịu toàn bộ chi phí lưu kho cho đến khi quá trình điều tra kết thúc. Chúng tôi đã đủ bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của Phương Đông và các chứng từ liên quan đến việc Phương Đông trốn thuế suốt nhiều năm. Ông bị bắt. Ba, cưng này là người đã chỉ điểm cho ông Lâm bắt gọn thằng cha của ông đúng không? Ăn nói gì kỳ vậy? Gọi người lớn gọi vậy hả? Tôi nói cho Kiệt biết nha, người ta là người lớn, người ta có làm gì sai á thì người ta tự nhận hậu quả của mình. Dù sao á thì cũng có một khoảng thời gian ổng chăm sóc cho Kiệt, Kiệt cũng coi ổng như là cha ruột của mình, cho nên đừng có gì mấy cái chuyện này mà quay lưng cái rụp như vậy. Làm người sống vậy không có lâu đâu. Với lại tôi không có thích đó, có một người bạn trai mà cư xử như con nít vậy. Tại vì á, em không có trong cái hoàn cảnh một người bao nhiêu lâu họ bị sự lừa dối, sau này họ phát hiện ra cái sự thật phũ phàng họ sẽ chơi vơi như thế nào. Trong chuyện này, ổng đã là người lợi dụng mẹ của Kiệt để xây dựng cái sự nghiệp cho tới ngày hôm nay. Ủa, vậy sao á, tôi không thấy Kiệt tự trách mẹ mình đi. Nói vậy sao được, trong chuyện này mẹ của Kiệt là nạn nhân, là người bị hãm hại mà. Nhân cơ hội đó hả, ông ta mới... Cô My có bao giờ nói cho Kiệt biết là trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đâu hả? Rồi có bao giờ cô My nói rằng là mọi sự nó như thế nào rồi dẫn đến ngày hôm nay như vậy hay không? Cổ cũng không nói rõ là tại sao ông Sang lại bước vô cuộc đời của cổ một cách dễ dàng như vậy. Kiệt lớn rồi, Kiệt phải hiểu trong cuộc đời này cái gì có lửa mới có khói chứ.
Kiệt phải tự đặt câu hỏi ra là tại sao ông Sang lại lừa đảo cô My một cách dễ dàng như vậy. Nè, ây da, lạ lắm nha. Em á là con gái, hơn nữa là người yêu của anh. Tại sao không đứng về phía một người phụ nữ bất hạnh là mẹ anh, lại đứng về phía của ông ta? Là ai cũng vậy hết đó. Tôi đang đứng khách quan mà. Trời đất ơi, đâu phải cứ ý y là phụ nữ á, rồi ý y là người nhà, xong rồi cứ lợi dụng cái chuyện đó mà lấy cái sự thiên vị của người khác được. Mà tôi quan niệm vậy nè, càng là phụ nữ á, càng phải nghiêm khắc với cuộc đời mình hơn. Đâu phải lúc nào cũng sống dễ dãi, rồi để hết người đàn ông này vô lợi dụng, tới người đàn ông kia vô lừa đảo mình, sau đó cứ lấy lòng thương hại của người khác như vậy không có được. Ai có lỗi phải trách người đó thôi. Chà, em xịn quá ha. Rồi anh hỏi nè, sau này cứ như vậy á, sao về nhà sống chung được? Mẹ nói cái gì em lại cãi, chả treo như vậy, rồi làm sao mà đúng với lại cái câu mà mẹ chồng nàng dâu hồi xưa được hả? Trời đất ơi, đáng lẽ anh phải biết á, tôi là một cái người rất là biết điều. Tôi không bao giờ làm cái chuyện gì mà sai quấy hết trơn á. Cái gì đúng tôi nói đúng thôi chứ. Còn nếu mấy người lo xa vậy thôi, đừng có rước tôi về nhà làm vợ. Ý, không được. Em mà không làm vợ anh á hả, anh đập đầu vô. Không, đập vô đi, để coi đứa nào bể đầu cho biết. Nè, nó nghe nè. Nghe. Ê, tự nhiên tôi nghĩ là mai mốt mà lỡ tôi lấy một cái thằng chồng mà nó bị tính con nít á, chắc tôi khổ lắm ha. Hơi đầu lo chuyện đó. Khi anh mà trở thành đàn ông á hả, anh sẽ lớn nhanh như thánh giống. Lúc đó không có còn trẻ con nít ở đâu mà em lo. Ghê gớm thiệt. Em mới ở dưới, thấy tụi nó như vậy cho nên em né tránh lên đây. Cuối cùng thì thằng Kiệt cũng yêu cô giáo Thư rồi. Giờ không biết nó có trẻ con quá so với cô giáo hay không. Thanh niên bây giờ nó vậy đó em. Em biết không, nhiều thanh niên nó thích yêu mấy bà lớn tuổi để làm chi? Để được chiều chuộng, có kinh nghiệm. Thật ra chuyện đó cũng bình thường thôi. Cứ để tụi nó tự quyết định, nó cũng lớn rồi. Kiếm vợ thì dễ, còn kiếm được người mà hiểu mình, yêu thương mình thì mới khó. Giống như anh vậy nè, đi lòng vòng cả đời mới kiếm được đó. Ngẫm lại, thấy cuộc đời của em đi một vòng rồi cuối cùng lại quay về với cái người đã phá nát cuộc đời của em. Anh không ngờ đó là cuối đời á, mình lại trở về với nhau như vậy. Có được em, có được người vợ và đứa con đầu tiên của mình. Giờ em không coi đó là hạnh phúc. Em thấy mình không xứng đáng được hưởng thức hạnh phúc đó. Cũng chính vì cái lối sống khinh người ngạo mạn của em mà đã làm cho đám bạn học trong lớp rắp tâm đã dạy cho em một bài học. Còn anh thì vô tình là tham gia vào cái vụ đó, đã làm tan nát cuộc đời em. Thôi, chuyện cũ rồi em cũng đừng nhắc gì. Cái đó cũng phải là tai họa gì đâu. Chỉ cần biết là bây giờ mình như vậy cũng là phước phần của vợ chồng mình rồi. Không phải là em cũng đã có con, có được thằng Kiệt. Nó cũng đã trưởng thành, lành mạnh, đẹp trai, không có ăn chơi đua đòi xoa đả hư hỏng. Vậy là được rồi, em còn muốn gì nữa? Em thì không muốn gì hết, nhưng cảm thấy mình không xứng đáng để hưởng cái phước phần đó. Nói gì thì nói, em cũng thấy chính em là người lên sang vô cuộc. Tuy lúc đó em chỉ coi ảnh là cái phao cứu sinh của em thôi, không có cố tình bắt anh chịu ăn ốc đổ vỏ cho cái bào thai trong bụng của em. Nhưng khi anh cố tình lợi dụng em để ruồng bỏ gia đình, ruồng bỏ vợ con, thì coi như là em đã trở thành người cướp chồng, phá hoại gia đình của người khác rồi. Em không thể nào tha thứ cho bản thân mình được nữa nè.
con đâu biết anh Lâm muốn làm gì với mấy cái USB đó đâu. Thì anh Lâm ảnh kêu con đi photo mấy cái hồ sơ thì con đi photo thôi à. Con này nghe lời chồng là đúng rồi, nhưng mà mình còn phải biết nghe lời cha chồng nữa. Lỡ sau này về không nghe lời ổng, có chuyện gì xảy ra lục đục rồi không chia tài sản cho đâu. Biết rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là muôn thở rồi, cái chuyện bình thường rồi. Còn cha chồng nàng dâu cũng lắm chuyện xảy ra con biết không. Ngu gì cũng gì vừa thôi. Biết rồi. Chị Tư, chị không cần phải lo chuyện tiền bạc. Thằng Lâm nó không có cần một đồng nào của thằng cha nó hết. Nhưng tôi tin nó, thằng Lâm nó sẽ làm được. Đó, bởi vậy má con cứ lo gì đâu không à. Con đâu có sợ cái đó đâu. Con nghĩ là chỉ cần con với anh Lâm đồng tâm hiệp lực, hai đứa tự làm thì thế nào cũng có sự nghiệp riêng mà, đâu có cần lấy của ai để làm gì. À, cái con nhỏ này coi được đó kìa. Nó mà về nhà này làm cháu dâu rồi á, là coi như cả nhà này á khỏi phải lo cho anh Lâm nữa. Tôi nghĩ quan cho nó, tôi giận lây luôn cả nhà. Con xin lỗi té, xin lỗi chị hai. Con chào cả nhà. Hiểu được cho con giống như má hai. Mẹ trách lầm con. Xin lỗi con trai. Không có gì đâu mẹ. Rồi mẹ sẽ còn giận con nhiều mà. Không đâu. Từ bây giờ trở đi con có làm bất cứ điều gì đi nữa, mẹ cũng không có giận con đâu. Con cảm ơn mẹ. Đông, thằng Lâm nó nói vậy rồi, em cũng nên hiểu cho nó. Thằng Sang dù gì á cũng là cha của nó, cho dù nó tệ bạc xấu xa cỡ nào thì nó cũng là cha của thằng Lâm. Lâm, má hai ủng hộ con. Con hãy cứ làm những cái gì mà con cảm thấy thoải mái và cảm thấy đúng nha con. Con cảm ơn má hai đã hiểu cho con. Con xin phép mọi người, con về phòng nghỉ một chút. Con thấy hơi mệt. Suy nghĩ nhiều quá làm gì. Suy cho cùng á, thì em cũng là phái yếu, là nạn nhân của mấy trò đùa của anh thôi. Suy cho cùng thì tới bây giờ anh cũng đã phải trả giá rồi. Anh cũng đã mất hết tài sản. Con á, thì anh được em thưởng cho một đứa rồi. Cái vấn đề là bây giờ anh đã thật sự tìm được người yêu thương mình. Anh lại được nhìn thấy em là cái người sinh ra cho anh đứa con đầu tiên. Cho nên anh nghĩ là ngoài cái chuyện mà anh phải xin lỗi em thì anh cần phải cảm ơn em. Em thì không thể nào sống thảnh thơi bình an được với bao nhiêu tội lỗi mà em đã gây ra trong cuộc đời. Còn anh Sang thì cũng đã trả giá cho cái chuyện bạc đãi vợ con người thân, gây bao nhiêu đau khổ cho gia đình ảnh, rồi lợi dụng người khác để làm lợi cho bản thân mình, rồi cái chuyện ảnh làm ăn phi pháp nữa. Cho nên bây giờ anh ngồi trong tù, đó là cái giá mà anh phải trả. Còn em, chắc là do ông trời lơ đãng trong lúc xét xử nên bỏ sót lại em thôi. Anh nghĩ em cũng lạ ha. Giống như bao nhiêu người á, người ta cứ trách trời đất là tại sao mà bạc đãi với mình. Còn em á thì không cam tâm, tại vì trời hậu đãi mình. Nhưng mà anh nghĩ á thì em cũng có cái lý của em. Ít ra thì cho tới bây giờ em cũng nhận ra được đâu là bờ. Em cũng đã biết quay đầu, không có nhúng thân mình vào tội lỗi nữa. Tôi
Tôi không muốn gặp mấy người này. Bộ nói chuyện lại đi, giờ thăm đuôi có giới hạn. Ba, đừng gọi tôi là ba. Con đến đây không phải để xin lỗi ba đâu. Con chỉ đến đây muốn ba đặt tên cho đứa em của con thôi. Con và chị Tuyết muốn dẫn nó đi, nhưng bà ngoại nó sợ ba không muốn nhìn mặt nó nên đã không cho nó đi. Nhưng con muốn ba đừng chối bỏ nó, đừng bỏ rơi nó, giống như là con ngày xưa vậy đó. Em con đâu có tội tình gì đâu ba. Cô còn muốn cái gì nữa? Tôi yêu anh, có chết tôi cũng yêu anh. Tôi cũng không có mong gì ở anh hết. Tôi không có mong anh phải lo cho nó khôn lớn, mà anh còn gì để lo cho nó nữa đâu. Nhưng mà tôi muốn chính anh là người đặt tên cho con mình. Cô nhìn tôi đi, một thằng phạm như tôi thì đâu có quyền thế sự gì cả. Vĩnh viễn không ai lấy đi cái quyền làm cha của anh được hết. Đứa con kia kìa, nó cương quyết từ chối, không bao giờ nhận tôi là cha. Thì hà cớ gì cô lại bắt một kẻ bội bạc không xứng đáng như tôi lại làm cha của con cô chứ? Con nó không có quyền chọn lựa người sinh ra nó. Nếu nó lỡ mang duyên phận như vậy rồi thì mình phải có trách nhiệm với nó, ít nhất là tình cảm dành cho nó. Tôi không có muốn ghi trong khai sinh của nó là nó không có cha. Tên Tấn Phát được không anh? Tên đó sau này nó sẽ giàu có đúng không? Cô không thấy tôi đang ở dưới đáy hả? Chờ này còn Tấn với Phát gì nữa. Tôi không nghĩ nổi đâu. Thôi thì các người thích cái gì thì đặt cái đó đi, chứ đừng có hỏi ý kiến tôi. Coi như là tôi đã chết rồi. Ba đừng có dội nói tới cái chết, bởi vì chết chưa phải là hết. Nếu như những ân oán của cuộc đời này mình chưa giải quyết xong, chính vì vậy ba phải sống mà trả nghiệp. Và khi sống là phải biết hướng thiện, biết sửa chữa những lỗi lầm của mình, biết hy vọng vào những điều tốt đẹp cho bản thân của mình cũng như là những người thân của mình. Cậu, cậu không giống là con trai tôi, mà giống như là ba của tôi vậy. Con đâu có dám làm cái điều đại nghịch bất đạo, hoán đổi thân phận đó. Chẳng qua thì con chỉ muốn cho ba thấy được những cái việc làm sai trái của ba, để sau này khi mà ba ra tù, ba sẽ trở thành một người ba mà con đã từng ao ước. Chỉ là con, con không chối bỏ ba sao? Không. Và con cũng muốn ba đừng chối bỏ đứa em của con. Uống miếng trà đi tía. Uống cho thấm giọng để lát qua bển nói chuyện cho hay. Trời ơi, tao nói trời ơi, đám cưới lễ lộc quan trọng mới tống cái bộ dài vô chứ thiệt tình nó khó chịu muốn chết luôn á tía. Được, trời ơi bà mặc cái này hợp lắm à. Được không? Được. Màu này nhu ha. Ừ. Không, tướng bà mặc áo dài còn ngon lắm à. Mình xui mà mình phải đàng hoàng chút chứ. Hai nha, hai đừng có mà trốn tránh. Làm gì làm cũng phải có cái đám cưới cho đàng hoàng. Cả đời đó thôi là tức chết luôn à. Thôi đi cô ơi, tôi không có trốn tránh. Tụi tôi á đăng ký kết hôn đàng hoàng với người ta ha. Ăn ở với nhau cũng 3 năm rồi. Để dành tiền lo đám cưới cho ai đó ha. Ờ ha. Thôi đi, hai mà đừng có nhắc tới thằng cha đó nữa. Cái bữa nay là cái ngày quan trọng đây nè, ngày đám cưới của thằng Lâm, mà không có thấy mặt mũi thằng cha đâu hết. Tôi là tôi nghỉ chơi ra rồi, đừng có nhắc nữa. Thôi cô ơi, cô giận chi thiệt cho cô chứ ai.
Coi vậy chứ cha hướng chắc cũng còn ngon lắm mà. Giờ thử quăng chả ra coi. Biết nhiêu bà bao nhiêu cô hả? Bu vô hốt chả. Ngon quá. Vậy thôi để bà nào hốt hốt giùm tôi cái đi. Tôi là tôi mới thèm rồi đó. Tôi còn lo cho cháu tôi nữa chứ bộ. Nè Lâm, Lâm. Dạ. Bữa nay đám cưới xong á, con phải là hối vợ con mà xin cháu nội liền cho mẹ nghe chưa. Thôi để vợ chồng con tận hưởng tuổi trẻ cái đã. Có con sớm cho nó mệt mẹ. Cái thằng này. Mà mẹ đó nha, mẹ cũng phải lo tận hưởng cái tuổi sồn sồn của mẹ đi. Chứ đỡ sau này héo queo cái là không ai thèm lấy luôn á. Nè thôi nha, tôi là không có cần gì đâu à. Tôi là tự ở chung với chị hai tôi nè. Với anh Sáu nữa, được rồi ha. Ê, không có được đâu nghe. Tôi thì có chồng tôi lo rồi. Bây giờ thân ai người đó lo đi. Hai này. Trời ơi cô Đông à, cô muốn ở chung với tôi không có được đâu. Bà hai á, bà không có chịu chia sẻ tôi với ai đó. Ông già cũng bị đập giỡn dai nữa. Cái gì nữa? Ờ, tôi nói cho ông nghe nha. Ông mà lén phén hả, tôi chưa kịp xử ông á, là có người xử ông rồi đó. Ai? Ông hướng chứ ai. Ông nghĩ đi, ông có chịu buông tha người trong mộng không? Ờ ha. Thôi nói giỡn vậy thôi, chứ ông hướng ông có nói với tôi rồi. Bữa nay là đám cưới thằng Lâm, nhưng mà trùng vô cái ngày giỗ của ba ổng, cho nên ổng phải lên chùa ổng cúng. Rồi ổng nói là ha, khi nào mà mình kéo nhau ra nhà hàng đãi tiệc thì ổng chạy qua đó luôn. Cho nên cô Đông đừng có giận ổng mà thông cảm cho ổng nghe. Không có sao đâu, mẹ của con nói vậy thôi. Chứ có những chuyện đáng giận của hai mươi mấy năm trước á, mẹ con còn buông bỏ được mà. Nhầm nhò gì mấy cái chuyện lẻ tẻ đó có đúng không ha? Mà con thấy đó nha, có người còn nôn lấy chồng hơn là con nôn lấy vợ á. Nó làm như mẹ nó còn điên hay vậy á, mà đi nôn mấy cái chuyện kỳ cục. Kỳ ghê vậy á, đúng kỳ ha. Nè, hả? Có người nói với tôi rồi, ra duyên anh cưới em. Lúc đó không biết có còn ai giận hờn gì nữa không ha. Ê, thôi, đừng có tán nữa, tới giờ rồi, tới giờ đi là tiếc. Rồi đừng ở đây tán nữa. Chuẩn bị cô tới đây làm cái gì? Tôi đâu có cần ai thăm nuôi đâu. Em biết bữa nay anh được ra nên em đưa con tới đón. Nói đây à, đã lớn bằng từng này rồi. Mọi người ai cũng nói giống anh như đúc. Vậy mà anh còn hỏi nữa hả? Phương Đông, chào ba đi con. Chào ba. Đặt tên nó là Phương Đông. Mọi người muốn đặt tên như vậy để lúc nào anh cũng nhớ tới Phương Đông của mình. Dạ, may quá thứ kịp. Mời ông chủ và cô lên xe về cho kịp giờ. Kịp giờ gì? Thôi, anh lên xe đi, con đứng đây nắng nóng lắm. Ủa, tôi đâu còn là chủ của ai nữa đâu, mà sao cậu lại đón tôi? Dạ, con về làm cho Phương Đông rồi. Phương Đông. Phương Đông đâu còn là của tôi nữa đâu mà. Sao ai cũng Phương Đông hoài vậy? Dạ, ông chủ lên xe đi ông chủ. Mọi người vô nhà làm lễ gia tiên, đón cô dâu mới nha. Mẹ đó. Vô. Dạ. Bưng quả, tụi con để hầm
bên đây, bên đây. Ngồi đây nha. Mệt không, mệt không? Vui mà má, đâu có mệt gì đâu má. Ê bà hai, ai tới kìa? Ủa, sao tưởng là về công ty mà lại ghé đây? Thành cứ vô đi, mọi người đang chờ đó. Đi con. Mà đám cưới của ai vậy? Con chào ba. Con xin giới thiệu với ba, đây là bà xã của con. Ngày hôm nay tụi con tổ chức tiệc cưới. Ba lại chung vui tụi con luôn nha. Dạ, con chào ba. Trời, con bé này là con dâu của tôi hả? À, ông muốn tâm sự với lại con trai quý của ông thì cứ nhanh nhanh nha, để còn kịp lễ bái gia tiên nữa. Thôi mình vô, vô tranh thủ đi. Đi con. Ngồi đây nha mấy đứa. Ba, Lâm, chuyện về công ty Phương Đông là sao? Nó đã bị bán rồi mà. Các tài sản của ba như nhà cửa, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng đều đã bị tịch biên theo đúng như quyết định của tòa án. Còn riêng Phương Đông thì vẫn giữ lại được cái tên và cái xác của nó. Bây giờ ba sẽ về Phương Đông điều hành cùng con chứ. Con với ba sẽ gây dựng Phương Đông thịnh vượng hơn xưa. Nhưng mà ba đừng lo, công ty Phương Đông mình sẽ không làm những chuyện phi pháp, không có trốn thuế nữa, mà chỉ chuyên tập trung vô sản xuất đồ gỗ thôi. Nhưng mà sẵn đây con cũng nói cho ba vui nha, nhà mình bây giờ á còn mạnh hơn nhà đô la nữa đó. Mọi người kêu con là Lamero đó bà. Thôi con à, con đừng có chạy theo mấy thứ vật chất bên ngoài, ảo quyền hết con. Ngày trước cũng vì chạy theo nó mà ba đã làm tự khổ mình, làm khổ những người thân trong gia đình. Con cứ sống như thế này, lương thiện như vậy và sống yêu thương mọi người, cho dù là mình không giàu có nhưng mà sẽ sống hạnh phúc con này. Ba nói sao thì con nghe như vậy. Ba chúc mừng con. Con cảm ơn ba. Hai cha con mai mốt tâm sự tiếp. Tới giờ rồi, con vô thắp nhang cho ông bà. Ủa, sao bữa nay bà không chửi nữa? Mày nghe nhỏ nhẹ quá vậy. Cái ông này, ông không thấy người ta ăn năn hối cải thì sao còn kêu chửi. Tôi quay qua tôi chửi ông à. Thôi. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Hôm nay ngày vui, bỏ hết. Vô nhà. Thôi, cuối cùng cũng happy ending hết rồi. Chồng qua đấy lẹ lấy, trời ơi, đứng nãy giờ sao á, hung cái gì giống phim Mỹ, lẹ lên. Không có được, cái chuyện này á là để tối nay động phòng hai vợ chồng mình tính, đúng không? Còn bây giờ là vô tranh thủ làm lễ bá gia tiên đi, biết không? À vậy hả? Vô. Vô. Vô bà. Vô nhà. Nè.